Ngày nay, xu hướng khởi nghiệp từ sản xuất nông nghiệp sạch đang được nhiều người trẻ lựa chọn và một trong số những gương điển hình thuộc lĩnh vực này có thể kể đến đó là anh Nguyễn Thái Thành, nổi bật với mô hình trồng rau thủy canh tại phường 1, thị xã Kiến Tường. Trong một lần đến tham quan thực tế vườn rau thủy canh tại thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Thái Thành nhận thấy mô hình này là một hướng đi hiệu quả. Chính vì vậy, anh tự tìm hiểu về phương pháp trồng rau không cần đất. Sau khi nắm vững được kỹ thuật trồng, tháng 7 năm 2022, anh Thành quyết định đầu tư vườn rau thủy canh với các loại rau như cải keo, cải bẹ xanh, cải thìa, xà lách kim cương, xà lách phụng. Trên diện tích 400m2, đến nay, vườn rau cho thu hoạch trung bình mỗi ngày từ 30 đến 35kg rau, lợi nhuận bình quân hơn 15 triệu đồng một tháng. Cái ưu điểm của rau thủy canh đó thì mình trồng trong không gian nhà kính đó, thì nó sẽ giảm được sâu bệnh và mình sẽ không phải phun thuốc trừ sâu. Và lúc đó là mình sẽ được một cái, cái 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 lợi và cái lợi thứ hai nữa là trong khi mà chúng ta trồng rau thủy canh đó, thì cái tốc độ phát triển nó sẽ nó sẽ nhanh hơn mình trồng ở dưới đất. Mô hình này không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế làm giàu cho bản thân mà còn nhận được nhiều sự hỗ trợ tích cực từ phía địa phương về nguồn vốn phát triển sản xuất nông nghiệp sạch hội nông dân của phường cũng có hướng dẫn giới thiệu cho em nói về cái chương trình gia ưu đãi bên hàng chính sách xã hội để tạo điều kiện mọi cái nguồn vốn để cho em nó được đầu tư phát triển mạnh hơn. Có thể nói, vườn rau thủy canh của anh Nguyễn Thái Thành bước đầu đã thành công trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường.